chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, mau mình xem chùa quay đi thôi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Chào mừng tất cả các em đã đến với buổi tổng kết của trường học Master Cool. Và hôm nay á, là ngày mà thầy sẽ trao thưởng cho tất cả các em có thành tích học tập tốt trong cái thời gian một năm học qua. Học tốt thì sẽ có thưởng, học dở sẽ bị mời phụ huynh. Rồi bây giờ thầy đọc tên ai thì người đó mau nhanh chân bước lên đây để thầy trao quà cũng như là giấy khen nha. Rồi thầy mời bạn Ma Xương Đen, bạn Nốp, bạn Bitman và bạn Zombie lên đây. Chúc mừng bốn bạn có thành tích học tập rất là giỏi từ dưới điểm lên. Đó là bạn Ma Xương Đen. Đó, bạn Ma Xương Đen đã có giấy khen ở trên tay rồi nha mấy đứa. Tiếp theo là bạn Nốp. Bạn Nốp với IQ vô cực đã có giấy khen ở trên tay. Bạn Bitman và bạn Zombie cũng có giấy khen luôn. Mấy bạn ngồi dưới làm gì có giấy khen giống như mình. Rồi mời bốn bạn học sinh tiên tiến về chỗ để thầy lấy lại chỗ phát giấy khen cho mấy bạn học sinh giỏi ở dưới. Ảo thật đấy, ngộ nghĩnh nhỉ. Chúc mừng năm bạn xuất sắc đã đạt được thành tích học sinh giỏi của lớp chúng ta. Và phần thưởng sẽ là một miếng giấy khen và một thùng vô mốt. Trời đất ơi, học sinh giỏi nguyên một thùng vô mốt luôn. Học sinh tiên tiến con hợp với thầy. À, mấy đứa cảm thấy thiệt thòi hả? À, được rồi, thầy sẽ bù đắp cho mấy đứa. Hồi vô thầy cho thêm đứa một hộp nữa nha. Nói chứ thầy không để cho đứa nào phải thiệt thòi đâu. Sau khi buổi tổng kết này kết thúc á, thì thầy sẽ tổ chức cho mấy đứa một chuyến đi chơi tham gia trại hè dân gian để xả stress sau những ngày học tập căng thẳng. Mấy đứa có thích không? Yeah, một cảm giác rất là vui. 15 minutes later. Như là để hoa ra lên tên, không là một cảng mới được ba game mình. Tụi mấy chỉ chơi tròn đoạn chơi 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 chơi. Những lối đắm yêu quá lên tình, không thể là cơ bước tục ba game mình cũng chỉ sinh tồn nên sai bu ya đi bên đông đôi hay ba sofa. Tại anh nam mà còn đây, còn mang mà còn say, nó có chốt tương lai. Esports Việt Nam anh đi thi thi thi. Zombie định đi tưới cây ở đây hả Zombie? Đúng rồi, hồi sớm giờ chạy ngang khúc này tôi không có thấy mưa nên tôi muốn tạo ra một trận mưa nhân tạo á mà. Ê, Zombie em đi tưới cây lẹ lẹ lên nha, sắp tới giờ rồi đó. Là gió thì gió cứ bay về trời. Hey. Ôi trời, không khí đây thật là tuyệt vời luôn thầy ơi, trời đã quá. Trời ơi, đi lẹ lẹ đi, hồi thầy bỏ lại bây giờ á. Ai đi thôi. Ai trời đất. Ây da. Lại nè mấy bạn ơi, bạn tôi nó đi dọc đường mà nó tưới cây gì nè các bạn ơi. Trời ơi, nó tưới cây mà nó còn hát nữa. Nè nè Zombie. Hello, chào mọi người nha. Tôi mới tưới cây xong mọi người ơi. Trời đất ơi, thật là tuyệt vời luôn. Không khí ở đây rất là mát mẻ luôn. Trời ơi, xíu rồi đã đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi. Hên ghê luôn á. Ê, ê, ê. Sau khi đi vệ sinh xong thì nó chạy tập thể dục như vậy nè. Thầy ơi, đợi em quá liền. Thầy ơi, chạy nhanh dữ vậy thầy ơi. Thầy ơi, đợi em chưa. Trời ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn tôi đụng gãy chiếc xe thầy luôn rồi. Biết chịu xuồng thì chịu xuồng đi nha. Thầy đi ké thôi, thầy không có biết chịu xuồng đâu. À, mấy đứa cứ vui chơi thoải mái đi. Nhớ là đi theo nhóm á, có gì thì nói cho thầy biết. Còn bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong chỗ quẩy thôi mấy đứa ơi. Ok. Trời ơi, lần này là phải 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 ph
ta sẽ đi thẳng tiến vào bên trong luôn mấy đứa ơi. Dạ ok thầy. Ê, bên kia có dám đua với thiện của tôi không? Đua không, đua không? Trời ơi, chơi luôn, sợ gì, chấp Jimmy đi trước luôn á. Tại vì Bitman chèo chứ tôi không có chèo. Ok, vậy mấy bạn đuổi theo nha, tôi chèo trước nha. Tạm biệt mấy bạn. Papi Muñeño. Trời đất ơi, lần này hãy cho tụi mình vô rừng chơi với khỉ anh em ơi. Thầy mua vé ở đâu mà được cái khu du lịch đỉnh dữ vậy thầy? Thầy lên mạng kiếm khu du lịch ngon bổ rẻ thì nó ra khu du lịch này nè, vé có 5.000 vé à. Thầy thấy rẻ nên đặt mua luôn á. Khu du lịch này được xây dựng vào năm 1900 hồi đó. Trải qua những câu chuyện gì đó thì bây giờ nó ra như vậy đây. Thầy cũng không biết nói làm sao cho mấy đứa hiểu nữa. Tại vì thầy nói mà thầy còn không hiểu nữa, sao mấy đứa hiểu được. Nhưng nói chung là chúng ta đã bị lừa mua vé vô trong này rồi mấy đứa ơi. Nhưng mà mấy em cứ yên tâm đi, không sao đâu. Có bao nhiêu thì chúng ta chơi bấy nhiêu. Tiền với điện thoại đồ của mấy đứa thầy để quên trên chiếc xe buýt rồi. Rồi chiếc xe buýt nó chạy đi mất tiêu rồi. Trời thầy ơi, không sao đâu thầy ơi, mình lỡ bị kẹt ở đây rồi, bây giờ mình cải tạo lại cái khu này, mình tự chơi, mình tự quẩy ở trong này luôn đi thầy. Vừa không tốn tiền mà chúng ta vừa tạo ra được trò chơi cho riêng chúng ta nữa thầy. Ok, thầy thấy ý kiến này được đó nha, chúng ta tự chơi ở đây luôn đi mấy đứa ơi. Chứ bây giờ chúng ta về thì chúng ta cũng đi bộ về thôi, chứ đâu có tiền đâu mà đi xe. Thầy ơi, khi lạ bây giờ chúng ta tạo ra những trò chơi xong á thầy, chúng ta ra ngoài đường để chúng ta quảng cáo cho mọi người biết về cái khu trong này để mọi người vô chơi, chúng ta sẽ có tiền để trở về nhà. Được được được, ý kiến này được, mấy đứa thấy thế nào, ok không, triển khai không? Đúng 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 đúng. Em quá tuyệt vời nè. Trời ơi, cái cầu này nguy hiểm. Ok được, đi lặn luôn rồi đó. Mình đã sửa chữa xong được ngôi nhà này rồi đây. Ê, bên đó làm sao rồi, bên đó làm sao rồi, bên tôi là xong rồi đó nha. Enderman với Mai Xuân Đen sao rồi, ok chưa? Rồi, bên này cũng xong luôn rồi nè, quá trời đẹp luôn. Ai cũng làm xong công việc của mình hết trơn rồi mà mình còn chưa qua được cái cầu này nữa. Trời, cái cầu tre này qua dễ ẹc à, mà không biết qua nữa hả? Anh Jimmy qua trước cho em coi đi, em không dám qua, em sợ té. Rồi, để anh qua trước cho em coi nha. Rồi, đó, rồi, ok, rồi, lên đây đi, anh nắm tay đi qua. Ok, em qua tới liền này dễ. Trời, có vậy mà cũng té nữa, coi anh nè. Trời ơi, nè, không, quá dễ luôn, đi vậy là còn nhanh hơn đi trên bình thường quá. Rồi, nếu đã sửa chữa xong hết tất cả các ngôi nhà ở trong này rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xây dựng những trò chơi cho người ta tới chơi thôi mấy đứa ơi. 7 hours later. Chú Papi Muñeño. Chào mừng tất cả các em đã đến với chương trình khai trương khu du lịch con khỉ của chúng ta. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khu du lịch con khỉ, nơi mà bạn sẽ được hòa mình vào với thiên nhiên, được trải nghiệm những trò chơi và được ăn những món ăn ngon từ đầu bếp Mai Xuân Đen, được chơi những trò chơi tuổi thơ như xích đu tiên trên ngọn dừa. Đó, thầy của mình đang chơi xích đu tiên rất là vui vẻ luôn. Rồi, trời ơi, thầy đang cảm thấy là gì? Ủa, thầy đã mất tiêu rồi. Nhưng không sao, thầy sẽ quay trở lại thôi. Và đây là trò chơi ô ăn quan, phiên bản siêu to khổng lồ, nó chỉ bự bằng cái nhà
vào cho các bạn câu. Những con cá vô cùng dễ thương đó chính là con cá sấu. Trời ơi, cứu tôi. Rồi, tất cả đã sẵn sàng rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một công tác cuối cùng là quảng bá khu du lịch con khỉ cho tất cả mọi người cùng biết rồi. Bây giờ ai có thể đảm nhận được công việc đó đây? Dạ em thầy ơi, em muốn giúp tất cả mọi người một tay. Em sẽ quảng bá hình ảnh khu du lịch con khỉ cho mọi người cùng biết. Ok luôn. 7 hours later. Nếp đi 7 tiếng rồi đó thầy, mà chưa về nữa, không biết có thành công không nữa thầy ơi. Chờ thêm 70 tiếng nữa đi, chắc chắn là nếp sẽ về mà. Kệ đi, sống thì phải có niềm tin. Trời ơi, 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 trời ơi. Cùng nếp cũng đã làm được rồi kìa mọi người ơi. Bao trở về vị trí đón khách thôi mấy đứa ơi. Xin kính chào quý khách, chúc quý khách có một chuyến đi chơi thật là vui. Lần này là chúng ta sẽ có rất là nhiều tiền rồi đây. Đúng là thành công ngoài mong đợi luôn á thầy ơi. Khu du lịch con khỉ của chúng ta đã có rất là nhiều người tới đây chơi luôn á thầy ơi. Bây giờ chúng ta đã có tiền để trở về nhà rồi. Đây, đó là công sức của tất cả các em. Bây giờ chúng ta cùng ăn mừng cho sự thành công này mấy đứa ơi. Vô nè. Vô rồi. Thật ra thì mọi thứ là sự sắp xếp của thầy, chẳng có ai lừa chúng ta cả. Tiền và điện thoại vẫn còn ở trong túi của thầy đây. Nhưng mà thầy muốn cho tất cả các em tránh xa điện thoại để trải nghiệm một ngày không có điện thoại sẽ như thế nào, cho tất cả các em một trải nghiệm mới thôi đó.